Một vị thuốc rất là nổi tiếng trong y học cổ truyền với tác dụng là thanh nhiệt lương huyết, dưỡng âm sinh tân, thường dùng để điều trị những cái chứng huyết nhiệt. Và vị thuốc mà tôi muốn giới thiệu hôm nay với các bạn chính là vị thuốc sinh địa. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn tác dụng của vị thuốc sinh địa theo y học hiện đại cũng như là y học cổ truyền. Vị thuốc sinh địa là rễ củ của cây sinh địa. Cây sinh địa hay gọi là cây sinh địa hoàng, phơi hay là sấy khô. Cây sinh địa thì có nguồn gốc từ vùng ôn đới ẩm của Trung Quốc, được trồng ở nhiều tỉnh của nước này. Ở một số nước khác như là kiểu là Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam cũng trồng nhưng mà với quy mô nhỏ hơn. Năm 1958 thì cây sinh địa được di thực vào Việt Nam. Hiện nay thì cây sinh địa được trồng nhiều nơi ở nhiều tỉnh ở miền Bắc, từ Bắc vào Nam, ví dụ như là Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ hoặc là Cao Bằng. Cây được trồng ở tỉnh nào cũng được, chỉ cần nhiệt độ không dưới 3 độ C và kéo dài dài ngày. Và trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn những tác dụng dược lý và những tác dụng hóa học cũng như là các thành phần hóa học cũng như tác dụng dược lý của vị thuốc sinh địa theo y học hiện đại. Theo y học hiện đại thì có một số cái tác dụng của sinh địa đã được nghiên cứu, ví dụ như là nhất là tác dụng với đối với huyết quản. Khi dùng sinh địa với cái liều lượng nhỏ thì có tác dụng làm co mạch máu, liều lượng lớn thì làm giãn mạch máu, có tác dụng lên tĩnh mạch, làm gây mê động vật thí nghiệm. Tác dụng thứ hai là tác dụng đối với đường huyết. Khi dùng nước sắc sinh địa tiêm cho thỏ thì thấy đường huyết giảm xuống, sau 7 giờ mới trở lại bình thường. Thì người ta cho rằng trong cây sinh địa có một cái loại chất tan trong nước, có phản ứng trung tính, có màu vàng nhạt giống như dầu, có thể chứa nitơ và sunfua làm giảm đường huyết. Ngoài những tác dụng trên thì sinh địa còn có tác dụng khác như là cầm máu, ức chế quá trình hình thành kén của một số loại vi trùng. Có tác dụng là cường tim, hạ áp, cầm máu, bảo vệ gan, lợn tiểu, chống phóng xạ và chống nấm. Dược liệu này cũng có tác dụng là ức chế miễn dịch kiểu như là corticoid, nhưng mà không làm ức chế hay gây teo tuyến thượng thận. Đó là những tác dụng theo y học hiện đại của sinh địa. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn tác dụng của sinh địa theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, sinh địa là vị thuốc có tính vị ngọt, đắng, lạnh, quy kinh tâm, can, phế. Tác dụng là thanh nhiệt lương huyết, dưỡng âm và sinh tân. Về chỉ định, chứng nhiệt nhập doanh huyết, miệng khô, lưỡi hồng ráng, sốt cao, hôn mê, thường dùng cùng các loại huyền sâm như bài là thanh doanh thang để điều trị ôn bệnh giai đoạn cuối, sốt chưa dứt, âm dịch hao tổn, đêm sốt ngày lạnh, lưỡi hồng mạch xác, thường dùng cùng với lại miết giáp thanh cao chi mẫu như bài thanh doanh miết giáp thang, chứng huyết nhiệt vong hành, ban chẩn chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, băng lậu. Những trường hợp này ta đều dùng tươi, ví dụ như là bài tứ sinh hoàn. Chứng tân dịch hao tổn, nội nhiệt tiêu khát, thường dùng cùng với lại sinh địa hoàng, điều trị ôn bệnh thương âm, trường táo tiện bí, thường phối hợp với lại huyền sâm mạch môn như bài tăng dịch thang. Chú ý những người ăn uống kém khó tiêu nên thận trọng khi dùng sinh địa. Trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn tác dụng của vị thuốc sinh địa theo y học hiện đại cũng như là theo y học cổ truyền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.